Hello anh em nha, em Trường bên cạnh xe máy cánh thép đây. Nay lên cho anh em con quay ớt 100. Xe này chủ vô rồi chỉ là làm rất là tâm huyết nha. Đây, biển số 63 3828, biển số đẹp quá nha. Xe này thì giá công khai luôn là 13 năm. Anh em nào rút hồ sơ thì thêm phí bọng đồ vô nha. Tại xe này bán giá quá tốt rồi, sạch đẹp, bán giá rẻ. Cái hình thức xe này thì máy móc thì chủ có làm nha nè, nhưng mà làm rất là chuẩn đồ luôn, máy cực kỳ ấm, đầu nồi đồ làm hết trơn rồi. Anh em đừng có quan trọng tới cục máy nữa nha. Tại xe giá này là em thấy giá này ok rồi, quá tốt, 13 năm. Xe này sơn bạc phột rồi có sơn lại nha. Nói chung là xe này chủ ta dọn sạch sẽ đẹp đẽ, anh em cứ về anh em cứ xài đi. Cái giá này bao anh em bao rẻ luôn ha. Dành căm đồ là còn VIP á, căm kim nè, dành còn nè, máy móc mà khô ráo sạch sẽ, nó rất đầu nhưng mà rất là đẹp nha anh em. Biết sơn bạc đồ đẹp ha, áo sóng liền lạc. Xe này em phái cái là anh em ta vô cái đầu đèn led 2 tầng luôn nè, nó giống như là quay đầu đèn quay thái ha, 2 tầng luôn đây. Hoạt động tốt nha. Nó hoạt động là ok ha. Cái đèn này không giờ nữa, anh em cầm mình chịu chứ chắc gì mà vô đủ đâu. Đèn nó không tầm khoảng cỡ, em nghĩ là cỡ 800 gì đó, công cán người ta bắt không tầm khoảng 1 triệu phải gu cái đèn led 2 tầng này. Đó, vô cái gỗ luôn ha. Đó, gỗ đồ chở để đồ rồi ok. Áo sóng đồ sạch đẹp nha, áo sóng đồ liền sạch đẹp. Khóa đồ đầy đủ hai chìa, đèn cũng sáng quá ha. Máy có làm rồi nhưng mà rất là chuẩn, rất là im ha, nổ ra làm đi rất im ái luôn. Sao xài phục phu 1 nha nè, phu trời 1. Cái yên thôi là anh em biết là ta dân ta biết xài xe đó chứ. Vô cái yên thôi đủ hiểu dân nó biết xài xe nè. Ngồi cái bút này rất là im luôn, nó đi đường xa rất là khỏe. Còn bên trong này là nguyên zin nha. Nó bình xăng thì cũng mấy cái chỗ này thì nó bị cái cao su yên rồi nó cắn thì cũng xét đây gai. Giấy tờ đầy đủ chính chủ ha. Rồi, chiếc xe này thì vậy đó. Máy móc rồi có làm nha, có chạm. Chân cẳng nè, phột rồi có bắn nha. Máy bao im, giá 13 năm. Anh em nào cần thêm chi tiết hình ảnh thì cứ alo em nha. Số điện thoại của em là 0961 374 375. Rồi, xin cảm ơn mọi người.